Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh tin mới. 30 tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 7 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, một trận lở đất ở Quảng Lĩnh, Quý Châu, Trung Quốc đã khiến 42 người thiệt mạng và 57 người khác vẫn đang mất tích. Cơ quan chức năng đã điều động 12 đội cứu nạn, hơn 700 lính cứu hộ cùng 26 máy xúc triển khai công tác cứu hộ tại hiện trường. Theo CCTV cho biết, hơn 30 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng, nhưng tin tức vẫn chưa được xác nhận chính thức. Công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Địa điểm xảy ra thảm họa nằm ở làng Vĩnh Hòa, làng Đại Hải, thị trấn Cương Ngô, huyện Quảng Lĩnh, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu. Theo CCTV, dẫn báo cáo phương tiện truyền thông địa phương rằng, hơn 30 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng, nhưng tin tức này vẫn chưa được xác nhận chính thức. Bản tin dẫn lời chỉ huy cứu trợ thiên tai cho biết, mặc dù hy vọng tìm thấy những người sống sót là rất mong manh, nhưng các nhân viên cứu trợ thiên tai vẫn chưa từ bỏ công tác cứu hộ. Thảm họa nằm ở làng Vĩnh Hòa, làng Đại Hải, thị trấn Cương Ngô, huyện Quảng Lĩnh, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu. Theo thống kê, có tổng cộng 38 hộ gia đình và 99 dân làng bị chôn vùi. Công tác cứu hộ vụ sạt lở đến nay đã bước sang ngày thứ 6. Do yếu tố thời tiết, môi trường nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Tổng cộng có 12 đội cứu hộ, hơn 700 nhân viên cứu hộ và 26 máy xúc đang làm công việc cứu hộ và dọn dẹp. Được biết, nhiệt độ địa phương đã vượt quá 35 độ vào thứ 6. Một đội cứu hộ bao gồm quân đội giải phóng nhân dân, cảnh sát vũ trang, cán bộ và chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, nhân viên y tế và phòng chống dịch bệnh đã tiến hành tìm kiếm và cứu nạn theo kế hoạch. Cùng với các máy xúc lớn cũng đã làm việc, trụ sở cứu hộ tại chỗ cho biết tổng cộng 961 người thuộc 247 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa địa chất đã được tái định cư. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, các thảm họa địa chất đột ngột như sạt lở đất gần đây đã xảy ra ở một số khu vực như Quý Châu và Phúc Kiến. Kể từ nửa cuối tháng trước, lũ lụt do mưa lớn ở miền Đông, miền Nam và miền Trung Trung Quốc đã làm ít nhất 235 người thiệt mạng và 100 người mất tích. Theo các chuyên gia, thảm họa địa chất ở huyện Quan Lĩnh, Quý Châu là một thảm họa phức tạp hiếm gặp về sạt lở đất và dòng chảy mảnh vụn quy mô lớn chưa từng được ghi nhận trong lịch sử Quý Châu. Những ngày gần đây, tại Quảng Đông, Trung Quốc có mưa lớn, dân số bị ảnh hưởng lên tới hơn 800.000 người, 12 người chết và 3 người mất tích. Theo báo cáo, các thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lớn bao gồm Thiều Quan, Thanh Viễn, Mai Châu, Sán Vĩ, Hà Nguyên, Yết Dương, Huệ Châu, Sán Đầu, Đông Quan, Quảng Châu. Do phạm vi rộng, cường độ cao và thời gian mưa kéo dài gây ngập cục bộ và một số lưu vực sông nhỏ đã xảy ra tương đối nghiêm trọng. Cục Thủy văn tỉnh chỉ ra, trong 3 ngày, lượng mưa trung bình toàn tỉnh là 47mm, có 293 trạm vượt 100mm, 68 trạm vượt 200mm và 26 trạm có lượng mưa vượt 250mm. Ngoài ra, các nền tảng có lượng mưa tương đối lớn bao gồm 412mm tại Hồ Trường Kỷ, thị trấn Song Đường, Văn Nguyên, thành phố Thiểu Quan, tại Lương Kiều, thị trấn Tân Cương, huyện Văn Nguyên, thành phố Thiểu Quan, lượng mưa là 370mm và tại hồ chứa nước Lưu Keng, quận Khúc Giang, thành phố Thiểu Quan là 337,5mm. Theo thống kê của cơ quan chức năng, lũ lụt tại 28 quận huyện bao gồm 6 thành phố nêu trên đã gây thiệt hại 58,02 nghìn hecta hoa màu, 6.700 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp 1,052 tỷ nhân dân tệ. Thưa quý vị, đợt mưa lớn thứ 5 trong tháng này đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở một số vùng của Giang Tây. 1,79 triệu người bị ảnh hưởng và hơn 90.000 người phải di rời khẩn cấp. Tình hình nguy hiểm vẫn tiếp diễn. Đến 21 giờ ngày 5 tháng 9, hai hồ chứa nhỏ đã bị sạt lở nhưng may mắn không xảy ra thương vong. Hiện tại, tất cả các bộ phận của Giang Tây đã được huy động khẩn cấp để tăng cường kiểm tra hồ chứa. Theo trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây, lượng mưa lớn bắt đầu vào 2 ngày trước đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở Nghi Xuân, Tân Dư, Phúc Châu và các thành phố khác ở Giang Tây. Theo thống kê sơ bộ, thiên tai xảy ra tại 452 xã, thị trấn thuộc 49 huyện trong tỉnh, 1,76 triệu người bị ảnh hưởng, 171.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 3.769 ngôi nhà bị hư hỏng, 1 người chết và hơn 94.000 người thiệt mạng. Bắt đầu từ rạng sáng ngày thứ Tư, tỉnh Giang Tây hứng chịu đợt mưa lớn thứ 5 kể từ tháng này.
khiến mực nước các con sông vừa và nhỏ ở sông Yuan, sông Jin trên địa bàn lãnh thổ dâng cao, một số sông vượt mức cảnh báo. Trong số đó, mực nước đỉnh lũ tại hồ chứa ở phố Tùng Hồ ở quận Kim Hà Tân Cương vượt mức cảnh báo 1,8m vào lúc 6 giờ ngày 5 tháng 9. Mực nước đỉnh lũ tại hồ Nghi Dương Tân Cương vượt mức cảnh báo 0,28m vào lúc 7 giờ. Vào lúc 10 giờ ngày 5 tháng 9 và mực nước tại hồ Quý Tây đã vượt mức cảnh báo 0,68m vào lúc 10 giờ ngày thứ Năm. Liêu Phương, Vạn An, Giang Khẩu, Tiểu Loan, Hùi Ba Kiều và các hồ chứa khác ở Giang Tây đã mở cửa xả lũ. Đồng thời, những cơn mưa xối xả đã dẫn đến nguy hiểm thường xuyên đối với các kè và hồ chứa ở nhiều nơi ở Giang Tây. Tại thành phố Nghi Xuân, 9 hồ chứa nhỏ đang gặp nguy hiểm và tại thành phố Tân Dư, 2 hồ chứa nhỏ và 1 hồ chứa cỡ trung bình đang gặp nguy hiểm. Mực nước của hồ chứa nước Khe Leng loại nhỏ 2 ở thị trấn Hán Đường, huyện Thượng Hải, tỉnh Giang Tây tăng vọt, đất trong thân đập đã bão hòa. Vào khoảng 7 giờ ngày thứ Năm, hồ chứa bị sập và đập bị vỡ, công tác phòng chống lũ lụt thất bại, lũ tràn vào hồ chứa Hồ Bình chỉ cách hạ lưu 1.000 mét do đoạn này không có người ở nên không có thương vong. Trước đó, Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Giang Tây nhận được thông tin vào đêm ngày thứ Tư rằng hồ chứa nước Hà Đường ở huyện Diệp Phong bị sập vào lúc 22 giờ ngày hôm trước nhưng không có thương vong. Hiện tại, Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh Giang Tây đã cử một tổ công tác đến huyện Diệp Phong và huyện Thượng Hải để điều tra, tìm hiểu sự cố vỡ đập hồ chứa, đồng thời giám sát sự an toàn của hồ chứa trong mùa lũ. Trận mưa xối xả bắt đầu từ ngày thứ Tư đã khiến nhiều hồ chứa ở Giang Tây gặp nguy hiểm. Một trong những hồ chứa nhỏ bị sập, hiện tại không có thương vong nào được báo cáo. Theo trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây, từ thứ Hai đến ngày thứ Ba có mưa to đến rất to và mưa lớn cục bộ ở các thành phố Nghi Xuân và Tân Dư thuộc tỉnh Giang Tây. Từ 20 giờ ngày thứ Hai đến 8 giờ ngày thứ Tư, lượng mưa trung bình ở thành phố Nghi Xuân là 97mm và ở thành phố Tân Dư là 108mm. Lượng mưa lớn khiến một số hồ chứa nhỏ ở Giang Tây gặp nguy hiểm, trong đó có 9 hồ chứa ở thành phố Nghi Xuân và 2 hồ ở thành phố Tân Dư. Đập tràn của hồ chứa cỡ trung Sinitan ở thành phố Tân Dư bị sập và hồ chứa Hà Đường ở huyện Diệp Phong, thành phố Nghi Xuân bị sập. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Vào lúc 7 giờ 50 phút sáng thứ Năm, Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh Giang Tây đã khẩn trương tổ chức một cuộc họp trực tuyến về phòng chống lũ lụt cấp tỉnh, đồng thời ban hành một số thông báo khẩn cấp nghiêm ngặt ra lệnh cho tất cả các địa phương ngay lập tức tổ chức điều tra đặc biệt về sự an toàn của tất cả các hồ chứa trong khu vực thuộc thẩm quyền của mình và yêu cầu tất cả các hồ chứa nước nguy hiểm phải được kiểm soát chặt chẽ, báo cáo kịp thời cho Bộ Quốc phòng tỉnh. Trong thời gian tới, nếu hồ chứa không được báo cáo kịp thời, những người có liên quan sẽ bị xử lý chịu trách nhiệm theo kỷ luật phòng chống lụt bão và bị xử lý nghiêm khắc. Sau mùa mưa lũ năm nay, Giang Tây tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn, một số khu vực xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Do lượng mưa lớn trong giai đoạn đầu, dung tích chứa nước lớn, mực nước sông hồ cao cuối tháng vừa qua sẽ có vào thời kỳ tập trung mưa, dẫn đến tình trạng lũ lụt đặc biệt chưa từng thấy ở Giang Tây trong nhiều năm qua. Theo Cục Thủy lợi tỉnh Giang Tây, Giang Tây chính thức bước vào mùa lũ kéo dài 6 tháng. Kể từ tháng 5 đến nay, Giang Tây đã có 5 đợt mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở một số khu vực, nhà cửa bị sập, đất canh tác bị ngập, người dân phải di rời khẩn cấp, thiệt hại kinh tế nặng nề. Theo dự báo của Cục Khí tượng và Kiểm soát lũ lụt tỉnh Giang Tây, trong mùa lũ năm nay, lượng mưa ở Giang Tây cao hơn bình thường và cao hơn đáng kể so với năm 2021. Có giai đoạn mưa tập trung xuất hiện nhiều dòng lũ trên núi và thiên tai địa chất do mưa lớn cục bộ, lũ lụt lớn hơn có thể xảy ra ở các nhánh sông. Kể từ đầu mùa lũ năm nay, lượng mưa lớn liên tục ở Giang Tây đã khiến lượng nước lớn, mực nước ở các sông, hồ và hồ chứa trên địa bàn tăng cao. Độ ẩm của đất trong tỉnh đã bão hòa, rất dễ xảy ra các tai biến địa chất thứ cấp xảy ra. Hiện tại, Ban Kiểm soát lũ lụt các cấp ở Giang Tây đã sẵn sàng chiến đấu, tăng cường xây dựng các cơ quan kiểm soát lũ lụt và chuẩn bị nhiều vật tư khẩn cấp. Được biết, tỉnh Giang Tây đã tổ chức triển khai giai đoạn 3 xây dựng hệ thống cảnh báo sớm thiên tai lũ lụt trên núi liên quan đến 56 huyện và 960 thị trấn. Về cơ bản, bao phủ các khu vực trọng điểm của thảm họa địa chất do núi lửa. Tỉnh 9.519 hồ chứa nhỏ được thuê quản lý an toàn đều được thực hiện để thực hiện kiểm tra báo cáo công tác lũ lụt. Đồng thời, các địa phương của Giang Tây đẩy mạnh dự trữ vật tư chống lũ, kịp thời cập nhật bổ sung vật tư hết hạn sử dụng, tiêu hao để đảm bảo chất lượng và số lượng vật tư dự trữ.
Hiện toàn tỉnh có tổng cộng 23,45 triệu bao tải, bao dơm đan, 942 xuồng cứu sinh chống lũ các loại, 610.000 m khối đất đá, 1,31 triệu m khối cát sỏi, 4,08 triệu m vuông vải dệt, 60.000 áo phao, 9.300 phao cứu sinh, 238 tấn dây chì, 13.700 m khối cọc, 1.000 lều bạt. Bên cạnh đó, các phòng cảnh sát giao thông, phòng khí tượng thủy văn trên toàn tỉnh đã thiết lập và hoàn thiện cơ chế cảnh báo, thông báo sớm thông tin mùa mưa lũ để kịp thời nắm bắt thông tin diễn biến thời tiết, đồng thời thiết lập hệ thống trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ, thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo lực lượng công an, phương tiện, thiết bị và sẵn sàng ứng phó khẩn cấp. Cục Cảnh sát Giao thông Đường Cao Tốc đã đưa vào hoạt động hệ thống dịch vụ cấp 2 trở lên để đối phó với các trường hợp khẩn cấp. Trung Quốc đưa ra cảnh báo bão cho biết siêu bão số 6 đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20 km/h và cường độ sẽ duy trì hoặc tăng nhẹ. Đài quan sát Hồng Kông đã đưa ra tín hiệu gió mạnh hoặc bão số 6 về phía Đông Nam, làm gián đoạn nghiêm trọng hàng không dân dụng và giao thông đường bộ. Trước khi cơn bão số 6 đổ bộ, dọc bờ biển Trung Quốc đã có những cơn bão dữ dội. Tỉnh Quảng Đông đã kích hoạt mức cảnh báo bão cao nhất. Trước đó, cơn bão số 6 đã hoành hành ở miền Bắc Philippines vào ngày thứ Hai, khiến 4 người thiệt mạng và 11 người mất tích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.